Xin chào anh em, thì ngày hôm nay nhân tiện xuất đi một combo hybrid và pha 12kW cho khách hàng thi công tại Cần Thơ. Thì em cũng nhân tiện quay đây một cái sản phẩm mới mà bên em đang phân phối, dòng tấm pin thương hiệu Zinco Solar. Đây là cái model khá là cao cấp, gần như là cao cấp nhất là dòng thương hiệu Zinco rồi nhé. Model Tiger Neo 560W. Đây là một cái dòng pin cực kỳ có hiệu suất cực kỳ cao và chất lượng tốt, được thiết kế tinh xảo với 16.3 nhé. Thông thường thì các cái tấm pin với công suất trên 500W thì thường người ta sẽ thiết kế là 11.3 thôi. Ví dụ như Canadian hoặc là các cái tấm pin của Daikin, AE. Nhưng mà riêng về cái dòng Zinco này được thiết kế lên đến 16.3 cho anh em luôn nhé. Ta có thể thấy ở đây là các cái đường bất 3 và các đường bất 3 ở đây nó được hàn rất là dày nhé. Cái đường bất 3 rất là dày. Đó, đây là dòng Zinco. Nó là nó thích bởi cái mặt kính nhá, mặt phim của nó là thiết kế màu đen. Những cái tấm pin mà mặt đen như này nó sẽ hấp thụ quang năng tốt. Đó, về hiệu suất thì dụng trong các cái dòng tấm pin trên 500W thì mình cũng rất là tự tin về cái hiệu suất của dòng Zinco. Nó lên đến 21.68% luôn nhé. Nó là 21.68%. Thì so với các cái tấm pin cùng công suất như các tấm pin của thương hiệu khác thì mình không tiện nói ra, thì nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng 21 đến 21.5% thôi. Riêng về dòng Zinco Tiger này thì cái hiệu suất quang năng của nó cho ta lên đến 21.68%, cực kỳ cao. Zinco thì được sử dụng rộng rãi trong các cái dự án điện năng lượng mặt trời lớn tại Việt Nam, thường thì sẽ được ưu tiên sử dụng dòng Zinco Solar vì đây là một trong những cái thương hiệu tấm pin năng lượng mặt trời cực kỳ là nổi tiếng, thì được xếp trong top các cái dòng tấm pin năng lượng mặt trời có uy tín và chất lượng trên toàn cầu hiện nay. Bên em thì đang phân phối dòng Neon 560W này. Đấy, giá thì cực kỳ là ưu đãi cho anh em. Nhân tiện ở đây thì cũng quay xuất đi một combo cho máy 12kW sử dụng 12 tấm nhé. Cách sử dụng 12 tấm Neon của Tiger, Zinco Tiger. Đó. Đây, chúng ta xem. Đây là phần thông số thì mặt nó sẽ thiết kế rất là nhỏ thôi. Tem chính hãng của nhà máy Zinco Solar có mã QR code này, đặt các cái tiêu chuẩn TUV, PC, CO. Nói chung là hàng nguyên chính hàng của nhà máy Zinco luôn nhé. Nhà máy Zinco là OEM đâu. Solar này, địa chỉ nhà máy này. Đây là mã sản phẩm nha mọi người. Công suất này, công suất là 560W nhé. Đó, đây. Công suất 560W này, cộng trừ công suất 3% này, điện áp hờ mạch 41.7 này, dòng 13 đâu đây, dòng 13.4A nha mọi người. Đó, có mã code này, cái tem nhìn nó rất là khác bọt luôn nhá, tức là cái dòng Zinco này nó là Zinco Neo hàng mã mới nhất. Neo là cái mã sản phẩm mới nhất hiện tại của nhà máy, chất lượng nhất của thương hiệu Zinco Solar, chất lượng nhất của Zinco. Hiện tại nó có dòng Zinco Tiger Pro đúng không? Rồi Tiger Pro cùng công suất nhưng Pro. Mà về hiệu suất nó không bằng so với thằng Neon này. Ra Neon này đối với những anh em mà chuyên lắp cho các cái dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoặc là những cái dự án yêu cầu về sản phẩm chất lượng ấy, cái dòng Neon này sẽ được ưu tiên sử dụng nhé. Ưu tiên sử dụng dòng Neon trong cái thương hiệu Zinco Solar. Nó không giống như kiểu là tấm pre-sale Korea và pre-sale Malaysia. Đó. Hàng Malaysia nó vẫn sẽ cao hơn. Hàng này thì hiệu suất nó cao hơn. Nó dạng như là dạng là cao cấp hơn của các dòng Zinco bình thường. Đó, dòng bản cao cấp hơn. Bản phiên bản nó kiểu là cái iPhone 14 là 14 Pro Max ấy. Cái này dạng Pro Max. Dòng này là dòng cao cấp nhất thôi. Đơn giản là như vậy của thương hiệu. Anh em dễ hình dung. Đó. Phải tích thức. 16.3 này. Cái số bớt 3 này nó càng dày thì tức là cái mật độ che phủ ví dụ râm chẳng hạn thì nó hiệu suất vẫn do ta cao nên không bị tụt. Vậy là cái đường bớt 3 này là cái hiểu nôm na là cái đường truyền tải điện thôi, thì càng nhiều bớt 3 trên một cái cell pin như này thì nó tốt. Sẽ truyền tải điện và cái suy hao điện năng nó sẽ giảm thiểu và cho ra hiệu suất cực kỳ cao. Đấy, nên là dòng Zinco này nó sẽ có những một số ưu điểm như vậy. Về thiết kế thì về nhàn qua bên ngoài thì cái màu nó cũng tương tự so với cái tấm pin Qcell nhé. Tại vì những cái thương hiệu tấm pin lớn thì bây giờ nó sản xuất những cái mặt quang năng này thì nó sẽ hơi hướng đen một chút để hấp thụ quang năng tốt. Thiết kế 16.3. Đây, Zinco. Zinco này, đặc biệt là cái giá anh em mua theo cái mà giá thì mua theo nguyên pallet ấy, thì sẽ rất là tốt. Và nếu mà chúng ta mua lẻ thì giá cũng tốt hơn với giá thị trường do bên em phân phối bán ra. Giá thị trường hiện tại nó rơi vào khoảng 7.2 đấy, thì bên em thì sẽ có những cái chính sách tốt cho anh em. Giá bán lẻ bên em là em bán là
giá bán lẻ luôn là 7.800 đồng một watt, 6.800 đồng một watt trên đây. Nếu mà anh em thi công lấy theo pallet hoặc là số lượng nhiều sẽ có những cái cấp giá tốt hơn theo số lượng, thì anh em có thể inbox theo trực tiếp số điện thoại và hotline em để ở trên cái màn hình. Bên em là nhà phân phối điện năng lượng mặt trời Big Bang Solar, chi nhánh tại trung tâm tại quận 12 Hồ Chí Minh. Địa chỉ em sẽ để trên luôn nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi.